Hải Linh, đội tuyển nữ Việt Nam muốn giành một điểm ở World Cup 2023. Tiền vệ Trần Thị Hải Linh khẳng định mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023 là giành một điểm. World Cup 2023 là đấu trường rất lớn. Đây cũng lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam tham dự giải đấu này. Nếu được huấn luyện viên lựa chọn cho vào sân thi đấu, tôi sẽ rất hồi hộp và hạnh phúc, đặc biệt khi được thi đấu trong màu áo Việt Nam tại một sân chơi thế giới, tiền vệ Trần Thị Hải Linh chia sẻ trước thềm buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức. Tại vòng bảng World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E với các đối thủ Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Nói về mục tiêu tại giải đấu, Hải Linh chia sẻ, mục tiêu của cá nhân tôi là thi đấu thật tốt, cố gắng hết sức và thể hiện được tất cả khả năng của mình, còn mục tiêu của đội là giành được một điểm tại vòng bảng. Mục tiêu xa hơn của tôi là có thể cống hiến nhiều hơn nữa, đem về nhiều thành tích hơn cho đội tuyển nữ quốc gia. Trong tương lai, tôi muốn có cơ hội thi đấu tại nước ngoài, có thể là một câu lạc bộ Hàn Quốc, Hải Linh nói thêm. Đội tuyển nữ Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan trong thời gian 3 tuần. Điều kiện thời tiết và ăn uống ở đây tốt nên khi ban huấn luyện đưa ra các bài tập về thể lực, chúng tôi sẽ dễ dàng đáp ứng hơn. Bản thân tôi sẽ cố gắng cải thiện, đầu tiên là thể lực, tiếp đến là kỹ thuật, Hải Linh chia sẻ. Hôm qua 8 tháng 6, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục cho các học trò duy trì hai buổi tập sáng và chiều để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu đầu tiên gặp câu lạc bộ Eintracht Frankfurt lúc 14 giờ giờ địa phương ngày 10/6 trên sân Stadion Am Sommerdam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.